chỉ còn mùa xưa đang chín đã hót ca rộn ràng cùng chào mừng bình minh lại đến bao tin cho ngày vàng kia bà Maria vội bước về nơi mộ Chúa trên thế nhưng sao chẳng thấy ngài nơi mộ hoang vắng ngày bà Maria bà hãy nói cho chúng tôi hay là tình chẳng ngừng đi bà đã thấy xem những điều gì điều mà tôi nhìn thấy mộ Chúa giờ đây đã trống vắng thấy ông thân con để lại Chúa này đã được sống rồi.